Chào bác, như hôm nay cửa hàng Mai Trang lên clip giới thiệu bác lô máy cưa xích Nhật bãi. Lô này hôm nay sẽ lô chữ Q. Sẽ gồm có máy Makita Echo này, Zobi này, Echo nhá, Sidewa và Hupana Thị Điển nhá. Sản phẩm khi các bác mua cưa xích bên em sẽ gồm có rũa tuyết và tô vít nhá. Rũa tuyết và tô vít 3 món theo kèm này. Bác nào xem clip thì vui lòng cho em xin nút like các bác nhá, nút đăng ký kênh và chuông thông báo. Rồi xin phép giới thiệu chi tiết luôn cái lô máy ngày hôm nay cho bác. Đó. Thì Q1 ngày hôm nay. Và bên em bán hàng thì có ship hàng toàn quốc nhé, ship hàng toàn quốc cho mọi người. Q1 ngày hôm nay thì có một con máy đến từ thương hiệu của Makita, một con Makita nòng đứng nhá. Con này thì máy sản xuất tại Đức này các bác này. Đây, tem màu của nó này, đây này. Đấy, dập lốc nhá, Make in Germany này. Hàng Đức thì cực kỳ chất lượng cho anh em. Con này được trang bị công suất là 35cc, nòng 38 ly. Máy là máy thương hiệu Makita. Đấy, làm 35 xích trung 91, trọng lượng 5kg. Con này cắt cực kỳ là ngon nhé. Dòng này cắt siêu lợi xăng, siêu bền cho anh em luôn ạ. Đó, giá thì 1.400.000, bao phí ship cho anh em. Giá quá mềm luôn cho anh em nhé. Đấy, giá chỉ là 1.400.000 thôi. Con này cắt bao chất luôn. Đấy, bao giá thị trường luôn cho anh em nhé. Đấy, bán thế này thì bao giá thị trường luôn cho anh em rồi. Rồi, con này giá 1.400.000, bao phí ship nhé. Tiết nổ tiếng máy con Q1 cho các bác này. Đây, dây dòng cắn tươi này, rất là đẹp nhé. Ok, Q1 giá 1.400.000 thôi, bao phí ship nhá, làm xích zin theo máy này, làm Makita luôn nhá. Rồi tiếp theo. Tiếp theo ngày hôm nay con Q2, một con Echo 332. Con này là một con khai thác tầm trung, làm con này làm 3 làm con này làm 35 xích trung 91 nhá, làm Echo này. Đấy. Máy thì được trang bị công suất là 33cc, nòng 39 ly, thích hợp cho anh em cắt tầm trung, các bác cắt gia đình, các bác cắt keo, quế, kia các kiểu thoải mái nhé. Đó, các bác nào bí ấy, mình mua về cắt gia đình bí mình ra hành khoang. Các bác đi cắt những con này thì rất là trâu bò luôn. Cắt thì bao các bác cắt cả ngày, đấy, rất là khỏe, cắt tối ngày luôn. Cực kỳ là khỏe, cực kỳ là bền máy luôn nhé. Máy càng nóng càng dễ nổ luôn nhé. Đấy, không giống như mấy cái thằng máy của tàu khựa thì máy nó nóng rất cực kỳ khó nổ. Nhưng cái đặc điểm của những dòng máy bãi này, và đặc biệt những hệ này thì cắt càng nóng càng dễ nổ luôn, cực kỳ là ok cho anh em. Trọng lượng máy là 5kg các bác nhé. Đó. Con này thì bán anh em giá 1.700.000 này, bao phí ship. Dòng này thì các bác chạy siêu bền luôn, siêu mạnh luôn nha các bác nhé. Rồi, test nổ con Q2 cho các bác nhé. Rồi con Q2 này giá chỉ được 1.700.000 thôi, bao phí ship nhá. Chạy siêu mạnh siêu bền luôn. Tiếp theo này, tiếp theo Q3 này. Q3 ngày hôm nay thì một con máy Zobi, hàng này là hàng của Komatsu các bác nhá. Đấy, một con máy tay dài nhưng mà là máy nòng đứng các bác nhé. Thiết kế như một con tay dài rất là mini, rất là nhỏ gọn. Trọng lượng nó rơi tầm hơn 4kg chút xíu thôi. Hệ này thì thích hợp cho anh em cắt gia đình. Đặc biệt thì đối với các bác nào yêu hay cắt leo trèo tỉa cành ấy, mình cắt dòng này cực kỳ là thích nhá. Anh em đi cắt công trình cực kỳ là thích cái dòng này luôn. Dòng này thì máy được trang bị chụp giật là trợ lực lớn này, làm 35 xích trung 91 này. Đó, và đặc biệt nó chạy siêu êm và nhạy nổ các bác nhá. Dòng này là một trong những dòng mà tay dài VIP nhất thị trường hiện nay rồi. Đấy, cắt cực kỳ là sướng luôn cho anh em. Đó. Còn Komatsu cực kỳ là chất nhá. 435, máy được trang bị công suất là 35cc các bác nhá. 35cc khá mạnh ạ. Rồi, test nổ tiếng máy Q3 nhé, con này giá 2.300.000, bao phí ship nhá. Đây. Rất là chụp giật là trợ lực lớn nhá, cho nên là nó cực kỳ nhạy nổ luôn. Đó. Các bác nào mình hay làm công việc leo trèo tỉa cành nhá, thì các bác rất là thích cái dòng này vì là nó rất là nhạy nổ.
rất là dễ dàng khi mình vận hành máy nhé. Ok, hàng Komatsu này thì chạy nó cực kỳ là ngọt rồi, anh em yên tâm nhé. Tiếp theo này, Q4. Q4 ngày hôm nay thì cũng có một con hàng hệ của Echo. Con này là Echo CS35 này. Con này là 34cc này, 34cc nhé. Đấy, nòng tầm cỡ đâu tầm 38 ly. Máy thì hàng cắt gia đình, siêu VIP nhé. Con này thì rất là VIP luôn. Máy thì có trợ lực lớn này, đó. Trợ lực lớn này đặc biệt nó rất hữu ích trong những cái mùa đông nhá. Đấy, mùa lạnh thì nó sẽ trợ nổ nó rất là dễ dàng khi bác khởi động máy nhá. Và đặc, con này thì thích hợp cho anh em các gia đình, con này các gia đình siêu VIP luôn. Máy thì đẹp keng này các bác này, máy đẹp keng luôn nhá. Đó, lam của nó làm 35 xích trung 91, làm 35 xích trung 91, trọng lượng máy đâu đó rồi tầm 4,8 kg. Cực kỳ là ngon nhá. Máy thì mới keng này. Con này xài siêu VIP luôn, siêu loại xăng, siêu bền luôn nhé. Hàng Echo thì nó nổi tiếng với độ tiết kiệm nhiên liệu rồi. Nói chung là hàng Nhật thì toàn bộ nó đều được chạy bằng chế Unbro hết, cho nên là cực kỳ là loại xăng nhé. Con này giá là 2,4 triệu này, Q4 giá 2,4 triệu. Rất nổ này. Đấy, rất là dễ nổ nhé, các bác nhìn. Dù là trợ lực nhé, đây. Công tắc bật lên này. Quá ngon luôn các bạn. Con này cắt củi gia đình thì cắt gia đình mà nó 34cc này thì cực kỳ là mạnh, và đặc biệt những cái máy nòng đứng này, cho nên nó cắt rất là ngon. Đây, con này găng ti để hơi thấp này, đây, tăng găng ti lên một vòng nha các bác nha. Đây. Rất là êm luôn này. Rất là êm luôn. Ok. Con này giá 2,4 triệu, bao phí ship nhá. Máy đẹp keng luôn. Tiếp theo này, Q5 này. Q5 một con máy nhá, của Shiroa. Con này là Shiroa nhá. Con này là Shiroa 393 này. Một con khai thác tầm trung của Shiroa. Con này là 40cc, nòng 40 ly. Máy được trang bị lam Latin, xích là xài xích chuột. Đấy, làm xích còn đẹp keng này các bác này. Đấy, xích Estin luôn nha các bác nhá. Đấy. Dòng này thì thích hợp cho anh em đi cắt tầm trung. Đấy, cắt tầm trung cực kỳ là ngon nha. 40cc, nòng 40 ly. Trọng lượng máy là 5,5kg. 5,5kg. Hệ COA anh em biết chất lượng của hàng COA nhá. Chạy cực kỳ là ngọt và bền luôn. Cực kỳ là ngọt và bền nhá. Chạy thì VIP luôn nhá. COA thì khỏi chê rồi. Khỏi chê rồi. Con này là con Shiroa 393. Đấy, một con Shiroa tầm trung nhá, cắt rất là mạnh mẽ luôn. Rồi, con này giá 2,7 triệu này, bao phí ship nhá. Test nổ tiếng máy con Q5 cho các bác này, hàng Shiroa, hàng VIP là đẳng cấp nhất của máy cưa Nhật bãi rồi. Đời này thì nó có xả áp này các bác này. Đời xả áp luôn này, cực kỳ là chất nhá. Đời xả áp thì VIP luôn rồi. Đây. Nó hơi chỉnh găng ti nó hơi thấp. Mấy con mùa. Trước khi gửi hàng đến tay các bác thì em sẽ chỉnh lại một lần. Rất là ấy các bác. Tô vít này em sẽ tặng kèm theo máy cho các bác nhé. Thường thì xăng gió em chỉnh khá là chuẩn rồi, còn găng ti này thì nới ra vặn vào 1-2 vòng là ok luôn các bác nhé. Rồi, con này giá 2,7 triệu này, Q5 đó, con siêu VIP luôn. Tiếp theo, cuối cùng ngày hôm nay có con Hu đẹp quá này các bác này. Con này thì như mới này, con này thì Hupana 137 nhé, hàng Thụy Điển này. Đấy các bác thích
xài dòng thủy điện thì có thể tham khảo con này. Con này thì được trang bị công suất là 37cc, lòng 40ml. Đấy, cắt tầm trung rất là mạnh nhá, thủy điện thì cắt thì siêu sướng rồi, siêu ngọt rồi. Máy được trang bị lam 35, xích chung 91. Máy con này rất là mới. Đời này có trợ lực lớn này, Quang, trợ lực lớn nhá. Trọng lượng máy là 5kg. 5kg các bác nhá. Đấy, con này thì siêu vip luôn. Máy thì bao đẹp, hơi hám các kiểu đẹp keng. Trên 90% cho các bác nhá. Đấy. Con Q7 này bán anh em giá là 2.8 triệu này. Thôi hôm nay bán anh em giá 2.7 triệu nhá. Đấy, bán 2.7 triệu thôi. Đấy. Xích lên xích mới cho anh em luôn nhá. Con này là xích về nó bị rỉ này, nó bị rỉ xong nó bị chết đi. Thì em lên xích mới luôn cho anh em nhá, cho nó ngon, làm quá đẹp luôn này các bác này. Đấy. Rồi, test nổ tiếng máy con Q7 cho các bác nhá. Cuối cùng ngày hôm nay. Đây, dây giật trắng tươi này. Con gà nghe rất phê các bác nhá. Rồi ok. Con này giá 2.7 triệu bao phí ship con Q7 nhá. À Q6, con Q6 giá 2.7 triệu nhá. Rồi, bao quan tâm sản phẩm mình liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng 0976 12330. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.